Anh có nghe ve sầu rưng rưng mùa hạ, anh có nhớ đôi ta sánh bước trong vườn sầu riêng xưa. Anh ơi mùa sầu riêng đã chín, nhớ thương cũng chín nhưng chiến tình mang người trai chưa trả lại. Đêm vắng bóng trong cơn luyến nhớ em hay mộng hay mơ. Ở đây thì các bạn để ý vào con đẩy CAVSZ800 này. Đây là một con đẩy chạy rất là êm và công suất thổi ra mỗi một kênh thật sự của nó là 800W một kênh. Như vậy đủ để các bạn đánh được rất nhiều các dòng loa bass 40, 30, các dòng loa full, các dòng loa nằm vân vân. Và con đẩy CAVS này nguyên thùng của nó giá 7.500.000 đồng, giá trên không mặc cả, không trả giá. Và đẩy này đã lên giá các bạn nhé. Tuy nhiên đây là những sản phẩm tôi nhập trước lúc nó lên giá. Và các bạn thấy là con đẩy này thì có một cái điều rất là hay, nó là đẩy hai kênh, nhưng ở sau lưng của nó thì lại có tới 3 cái ổ để các bạn có thể cắm điện vào. Và các bạn thấy là tôi đã cắm một con vang này và một con mic vào cái cổng phía sau ấy. Và bây giờ nó tiện lợi là cái chỗ là các bạn nhớ là chỉ cần vặn volume về không thôi, các bạn tắt bật lên, nó đóng các cổng này, channel 1, channel 2, channel 3, các bạn để ý vào. Đấy. Đấy, tức là nó có 4 cái cổng cắm, nãy tôi nói là 3, thực tế là nó có 4 cái cổng ở phía sau lưng. Tức là nó như một cái bộ phận quản lý nguồn ấy, tức là nó tích hợp cả quản lý nguồn luôn. Thì các bạn thấy là nó sẽ lên luôn cả nâng tiếng này, cả vang này, rồi cả mic này. Đấy, các bạn thấy mic nếu như chúng ta bật lên nó sẽ lên ngay. Và ví dụ như các bạn hát xong rồi, sau khi các bạn hát xong rồi thì các bạn chỉ cần vặn volume về 0 và các bạn tắt đi này. Các bạn tắt cái công tắc của nó đi. Đấy, thì nó sẽ tắt theo thứ tự, tắt từng cổng một, các bạn nhìn thấy các thiết bị tắt theo thứ tự này. Đấy, trên thị trường hiện nay thì rất ít những cái con đẩy nào mà được nhà sản xuất ưu ái chiều người tiêu dùng đến mức độ như dòng CAVS Z800 này, mà giá chỉ 7.500.000 đồng, nguyên thùng, chạy rất là êm, ăn ít điện. Ở chương trình video clip này tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ cấu hình karaoke tuyệt vời. Các bạn thân mến, các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là cặp loa JBL XS12. Tôi nhắc lại với các bạn, đây là cặp loa JBL XS12, cặp loa mới xịn của hãng JB, còn nguyên cả thùng xốp như các bạn thấy ở bên tay phải, còn nguyên cả thùng xốp. Và cặp loa này bass 30, đây là dòng loa full và giá của nhà máy đang là 36 triệu đồng. Tuy nhiên thì tôi để cho các bạn giá chỉ 30 triệu đồng, nguyên thùng xốp, giá trên không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Các bạn thân mến, ở clip này thì các bạn đang thấy tôi dùng một chiếc loa siêu trầm, đó là loa siêu trầm DBA Cotic bass 30 định hướng có giá 5.500.000 đồng. Một điều tuyệt vời hơn cả sự mong đợi của chúng ta thì các bạn nhìn thấy đó chính là tôi đang sử dụng một con đẩy, đó là đẩy CAVS Z800. Đẩy CAVS Z800 này ngoài việc là một con đẩy thông thường, nó tích hợp cả một bộ quản lý nguồn. Ở phía sau lưng của nó có 4 cái ổ điện, để các bạn có thể cắm, đó là cắm nâng tiếng, rồi cắm mic, cắm vang, vân vân. Và khi các bạn không hát nữa, các bạn chỉ cần vặn volume về 0 thôi, sau đó các bạn tắt thì nó sẽ lần lượt cái đường này, cái đường màu xanh này là đường đang hiển thị điện cấp cho các thiết bị này này, và nó sẽ tắt lần lượt từng cái cổng này. Và khi các bạn mở âm lượng lớn thì đèn này này, cái đèn tín hiệu này sẽ nháy để hiển thị tín hiệu đi ra hai kênh rất là đẹp mắt. Con đẩy này mỗi một kênh thổi ra 800W và đẩy còn nguyên cả thùng, giá 7.500.000 đồng. Đây là một máy nâng tiếng của CAVS có giá 1.800.000 đồng. Đây là vang DBA Cotic kết nối không dây và Bluetooth, có khả năng chống hú, chống rít, chỉnh echo dì vật bằng máy tính hoặc bằng tay đều được. Và con vang DBA Cotic này là vang số, giá của nó là 3.500.000 đồng. Đây là mic không dây CAVS. Mic này một đầu thu hai tai mic mặt bạc rất đẹp, đó là CAVS T4S. Một đầu thu hai tai mic, bộ mic có giá 2.800.000 đồng. Và các bạn để ý vào cặp loa JB này thì nó có cái logo JBL ấy. Đây là JB XS12. Thì khi ta mở lớn thì cái đèn của nó sẽ sáng, và các bạn sẽ nhìn thấy ở trên con đẩy nó cũng sẽ sáng ở hai cái kênh, đèn của hai kênh ấy. Đây là cặp JBL XS12, dòng loa đời mới xịn sò của hãng. Và ở bên này thì tôi có một mẫu nữa, đó là
2015. Đây là mẫu JBL 2015. Đây nguyên thùng của JBL 2015 đây các bạn này. Loa JBL 2015 xịn sò của hãng JB Bass 40. Giá giao lưu cho các bạn giá chỉ 29 triệu đồng thôi. Đây là loa JBL Bass 40. Đó là model KP 2015 nguyên thùng xốp xịn sò của JB. Nếu như các bạn thích những mẫu có mức giá hợp lý hơn và còn nguyên thùng xốp thì đây là Cool Lady Bass 30 có giá 12 triệu đồng. Bass 30. Các bạn thấy đây là bộ quản lý nguồn của xe AVS này. Xe AVS đã có một bộ quản lý nguồn riêng biệt dành cho những người chơi chuyên nghiệp. Ở phía trước của nó có hai cái cổng. Cái màn hình này hiển thị tất cả các tình trạng về điện thế sau lưng của nó đấy. Ở phía sau lưng có rất nhiều các ổ cắm để cho các bạn cắm thiết bị. Và khi các bạn tắt bật thì nó cũng sẽ tắt thứ tự, bật thứ tự. Và giá của một bộ quản lý nguồn này của xe AVS mặt bạc rất là sang trọng, hầm hố như này, giá 2 triệu 800 ngàn đồng một bộ quản lý nguồn. Rất tiện cho việc chúng ta sử dụng. Và đặc biệt là các rắc của nó đều là những rắc rất là xịn sò. Bây giờ tôi kích âm lượng ở điện thoại, tức là ở cái nguồn phát lên một chút thì các bạn sẽ thấy con đẩy nó sẽ chớp nháy ngay. Thân nơi bước đường
giữa màn đêm thường xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Bạn nào đeo tai phone với tiếng bass nó rất là ấm áp và mềm sâu, đặc trưng của dòng JB nó là vậy. Giữa màn đêm thường sẽ nát con tim.